Ai đó vô đi. Con bình dân hả? Mời vô đi con. Dạ, ký giùm cháu với mua vật liệu mới. Ồ vậy hả? Dạ. À, thôi để tôi xem. Dạ chào bác sĩ. Rồi cậu ra ngoài đi. Ồ, chào con. Mời con ngồi, con đau bệnh ở đó chỗ nào? Dạ, con đâu đâu gì đâu không? Ủa? Con Kim Long nè. Ồ, Kim Long hả? Dạ. Ủa, con tới đây làm chi? Ông con mời ông qua đánh cờ tướng. Trời đất coi ông trăm công nghìn việc rảnh đâu mà đánh cờ tướng. Con đâu thấy ông bận gì đâu. Tụi con nói gì? Con đâu nói gì đâu. À thôi ông bận việc lắm, nhiều chuyện lắm à, bệnh nhân cả đống chờ là ông khám này nè, về nó ông nội không có rảnh nghe. À, ông nói thì sao chứ, con thấy người ta xếp hàng ở phòng khám của Hoàng Anh mà, đâu ai muốn qua đây đâu. Ông nói về nó ông nội là ông trăm công nghìn việc lắm, ông bận rộn lắm ha, ông đang nghiên cứu mấy cái này nữa nè. Thôi vậy đi nha, bây giờ rảnh không qua. Dạ dạ. À con dâu à. Ủa u đi đâu mất tiêu rồi. Ở bác sĩ Hoàng Anh đâu rồi cô? Dạ bác sĩ mới đi ra ngoài. Vậy à? Bỏ bệnh nhân ở đây đi đâu cũng biết. Ủa cô bị sao vậy? Dạ không hiểu tại vì sao mấy bữa nay bụng của tôi nó bị khó chịu làm sao đó. Vậy à? Dạ. Để tôi đưa ta đi. Cô ta đã bị xuống tinh thần, máu thì không lưu thông, mặt mày thì tái mét. Thôi hiểu rồi, cô bị đầy hơi thôi. Chúc mừng chị nha, chị có thai rồi. Tôi có thai sao? Ừ, bác sĩ có chắc không? Nãy bác sĩ này vừa nói bụng của tôi bị đầy hơi mà. À, chuyện là vậy, thật ra là cái mạch của người đầy hơi với lại người phụ nữ mang thai á, nó hơi giống nhau chút xíu cho nên nhầm lẫn không sao hết. Nhưng mà chắc chắn là chị có thai rồi. Nè chị nhìn nè, đây, đây là phôi nè, đó thấy chưa? Là mong muốn nó lớn lên sẽ thành em bé. Thấy nhé, chị thấy không? Ui, cái gì chị Nghĩa ơi? Trời ơi, thiệt là nhục mà. Mình đúng là một bác sĩ dòm. Phải chi lúc đó có cái lỗ nào để chui xuống. Không biết mình có phải là bác sĩ đông y có 35 năm kinh nghiệm không nữa. Cho dù không phải là một bác sĩ giỏi thì cũng không được tệ như vậy chứ Nghĩa. Chắc là mình sắp phải về giường đuổi heo rồi. Đâu có bệnh nhân nào cần mình nữa đâu. Chấp nhận thực tế đi Nghĩa à. Vậy khi mà khen rồi con dâu rồi không được. Không khám gì thôi. Đâu cần ngại tôi đâu. À không không, tôi không đại ông. Đứng lại tôi khám. Ông à, ê ê. Không nào kêu mẹ bay xuống ăn cái vậy. Minh Mẫn, ăn lẹ lên, còn đi học nữa. Nè con, trời ơi, ăn sáng phải để nó tự nhiên, hối rồi nó ăn nó đau bao tử sao? Không có gấp đâu, từ từ ăn đi mấy đứa. Nhanh lên. Dạ thôi nội ơi, con trễ rồi nội. Dạ rồi, tụi con đi học trước rồi nội, trễ quá. Con chào cả nhà đi học. Cả nhà đi học ạ. Ờ. Đi học đi. Mẹ mẹ, thủ tục nha mẹ. Đã quá mẹ ơi. Đó mẹ. Đi học đi. Ba. Con dự định á là mình đặt mua cái máy siêu âm 4D á ba. Ủa, phòng khám mình có máy rồi mua chi tốn kém con? Máy của mình máy cũ rồi, 2D. Bây giờ mình phải trang thiết bị cho nó hiện đại lên thì bệnh nhân ta mới tin tưởng ta tới phòng khám mình chứ ba. Thấy chưa? Cùng là chủ phòng khám mà mày có quyết định được gì đâu. Còn một chuyện mày không thể quên, mày là một bác sĩ không biết bắt mạch. À con à. Dạ. Cái chuyện hôm qua đó, ba khám cho cái cô có thai đó, rồi ba đoán là cô ấy bị đầy hơi. Ba đâu có sai phải không con? Con biết mà, có lẽ là do nhầm lẫn. Sao nó cười hả? Mày cảm thấy run sợ trước con bé đó hả? Trời ơi, ông này già rồi khùng hết trời. Ba ăn gì ăn mắm nón chén già sinh tật. Bà sinh tật từ con, bà có chân cái miệng của ba đó. Còn mày đó, ăn hoài ăn hoài, mày còn mất thay. Mày đã kêu phải kiêng ăn nghe chưa?
Ủa mẹ, con ăn sáng mà cũng bị chửi là sao mẹ? Chửi anh là đúng rồi. Ăn cái gì mà ăn hoài, ăn suốt ngày. Cái gì đó? Hớp miếng nước. Ai vậy? Dạ đây là Hoàng Anh, bạn gái của con. Dạ con chào hai bác. À chào con. Dạ. Trời ơi coi bạn gái nắm tay cứ ngắt luôn rồi đó. Nè, dắt bạn gái về sao không nói mẹ tiếng, mẹ nấu cháo gà đãi khách con. Dạ không, con không dám làm phiền bác vậy đâu. Với lại mới gặp nhau mà cho người ta húp cháo kỳ lắm mẹ. Còn cháo gà chứ cháo trắng sao vậy? Thôi thôi bà đi pha ấm trà ngon đãi khách đi bà. Thôi được rồi, được rồi. Cháu ơi chơi nha. Để bác vô bác lấy trà đãi ra đãi nha. Dạ cảm ơn bác. Ừ. Vui lắm. À con à, bác nghe Hạnh nói là con là chuyên ngành về đông y đúng không nào? Dạ đúng rồi bác. Con tới đây con cũng biết bác ở bên đông y. Mà con không ngờ cái phòng khám mình nó nhỏ như vậy luôn á. À. Nó vừa nhỏ mà vừa cũ kỹ nữa bác ha. À. Bác ơi. Ơi. Như là con thấy vậy nè, đáng lẽ cái chỗ mình để thuốc, cái phòng thuốc á, phải tách biệt cái chỗ khám bệnh ra chứ bác. Em nói vậy anh thấy đúng không? Với lại con nghĩ không thôi mình phát triển cái phòng khám đông y của bác lên thành một phòng khám hiện đại đi. Mình phải bắt kịp thời đại chứ bác. Hay quá trời hay. Thương quá. Cũng nhờ bác nghe lời con mà bác mới được cái phòng khám khang trang thế này. Bác thấy sao? Phòng khám đông y Nguyễn Đức Nghĩa hay nha. Quá hay. Bác yên tâm đi. À. Vài bữa nữa con mở thêm cái chuyên ngành phụ khoa cho bác nữa. Ủa mà bác đâu có chuyên gì cái này? Con chuyên. Quá. Tình hình sao rồi chị? Dạ cũng đỡ hết bác sĩ. Uống thuốc đều không? Em uống đều. Vậy hả? Mày có được như ngày hôm nay là nhờ con dâu mày đó. Mày được cảm ơn nó mới phải. Cũng may là nó chưa đổi phòng khám Nguyễn Đức Nghĩa thành phòng khám Vũ Hoàng Anh. Hãy hài lòng với những gì mày đang có. Thôi được rồi, không sao đâu. Theo tôi kê toa cho uống vài ngày là hết à, nha. Hả? Hết giờ làm rồi. Ba mệt hả? Không. Tại này khám bệnh nhân đông quá. Thôi đứa đứa. Này ba đâu có bệnh nhân đâu mà đông. Không, với lại ba phải nghiên cứu ký một số giấy tờ. Đó báo mà ba. Thôi mình về ba ha. Con về trước đi. Dạ. Ủa? Em chưa về nữa hả? Dạ công việc bệnh viện nhiều quá chị ơi, sao em có thể về cơ chứ? Dạ. Ủa? Bị gì vậy? Đau quá. Anh bị chấn thương rồi. Sao mà chấn thương? Anh đá bóng. Đau quá. Bạn ơi, tôi yêu bạn cho. Chuyện là vậy. Tụi anh là dân thể thao mà. Ra sân banh rồi. Mình đá banh. Mà bạn anh mắt nó cận nặng quá. Banh nó không đá, nó đá vô giò anh. Giờ hai người bị một lượt luôn. Xúc sơ mi rồi. Người ta chặt sơ mi ông nội, không ai nói xúc sơ mi á. Đã cái tướng phi thể thao rồi, mày đặt đá banh đá bóng làm chi cho chặt cổ chân. Đi vô. Đi sao nổi em, đau quá em. Em có thể cõng anh vô được không? Điên à. Vô. Đau quá. Mày đau quá hả? Đau quá, buông ra. Mày đi mình đi. Em ơi. Sao cho đi mình trời. Em đau quá. Em có thể hôn anh một cái cho anh đỡ đau không? Đau quá đi. Ủa, cái gì mà ôm sòm vậy? Dạ, hai người đó bị trật cổ chân thưa bác sĩ. Trật cổ chân, chứ có gì đâu mà la ôm sòm.
Xong rồi đó, anh bước xuống đi thử coi. Để thử. Đi được rồi, chân tôi bớt đau rồi. Cảm ơn con. Hoàng Anh ơi, con là số 1. Vợ tôi lúc nào cũng là số 1 mà bạn. Alo. Hồ sơ hả? Rồi rồi rồi, tôi ra liền. Xin phép bác, con ra ngoài vệ sinh tí. Đi đi bạn. Hồi nãy nó đi không nổi, bây giờ sao nó đi thoăn thoắt vậy ta? Ui da, 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 ui da. Ôi da, ôi da, ôi da. Bước xuống. Bước xuống đi. Con nghĩ là chắc cũng ổn rồi. À, ôi da, tôi. Cái gì vậy, tôi chấm rồi mà. Đau, 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 đau. Đau cái gì? Không, không, không nói thiệt, đau, đau. Bước đau. Đi thử coi. Đi, đi không nổi ba, đau thiệt ba. Đi. Ôi da. À. Ây da. Trời ơi. Đi đàng hoàng. Còn sót cái kim mà gỡ không có kỹ gì hết. Đá bộ. Ây da. Đi thẳng thôi lên. Ây da, trời ơi, trời, cái chân ta đang đau rồi đã. Ây da, đi. Ây da, trời ơi, chết rồi.